Nền kinh tế Nhật Bản tăng trưởng thấp hơn kỳ vọng trong năm ngoái, mặc dù có những dự đoán rằng tiêu dùng sẽ tăng mạnh trước khi việc tăng thuế tiêu dùng bắt đầu được áp dụng vào tháng 4. GDP tăng 1% năm trong quý 4 2013 so với ước tính 2,8%. Đây là kết quả của việc tiêu dùng cá nhân giảm sút cũng như tăng trưởng xuất khẩu giảm tốc. Dù sao thì đây cũng là lần tăng quý thứ tư liên tiếp của Nhật. Những dữ liệu mới này đã đặt ra câu hỏi về sự phục hồi của nền kinh tế Nhật Bản, rằng liệu chính sách Abenomics của chính phủ nước này có hiệu quả hay không. Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã triển khai một chương trình kích thích kinh tế nhằm tận dụng sự suy yếu của đồng yên Nhật. Đồng yên mất 18% giá trị trước đồng đô la Mỹ trong năm ngoái, tuy nhiên tăng trưởng xuất khẩu vẫn còn hạn chế. Ông Abe cũng đang phải chịu áp lực về chương trình tăng thuế tiêu dùng gây tranh cãi từ năm ngoái nhằm gây quỹ giảm nợ công. Dù sao thì GDP Nhật Bản cũng được dự đoán sẽ suy giảm trong quý 2 do thuế tiêu dùng tăng từ 5% lên 8%.